Hello anh chị em, cô dì chú thím đã quay trở lại với cái kênh của tôi. Lại là tôi chú xám đây. Hôm nay anh em thấy tôi xuất hiện với một bộ dạng kỳ lạ lắm đúng không? Vừa xanh xao, tiền tụy, ốm yếu. Nani? Thì cũng không có ốm lắm nha. Anh em biết tại sao không? Tại vì anh em coi video mà quên đăng ký á, nên là buồn không ăn không uống, ốm yếu gầy mò. Ảo chờ á, sao chờ. Nói chứ hôm nay tôi làm cái thử thách full màu xanh nha. Nhưng mà anh em coi video mà quên like với đăng ký á thì buồn thiệt à. Anh em coi video nhớ like với đăng ký giùm tôi nha, để tôi có động lực làm nhiều cái thử thách hay hơn cho anh em coi. Sau một hồi trèo đèo vượt suối thì tôi cũng đã lụm được cái UMB rồi. Còn cái M1014 hả? Tôi lụm trong máy bán hàng. Cái này không có trách tôi được nha. Hey yo, what? Tới cái công chuyện mày luôn. Mèn đếc ơi, ngồi đó kiếm gì vậy? Tôi lại kế bên đó mà nó chưa phát hiện nữa. Bây giờ mới thấy, có muộn màng quá không? Nhưng có muộn hay không thì cũng phải lên bàn thờ thôi. Tự kêu đồng đội mày cứu mày đi nha. Chèn ơi, đồ ngon lành cành đào đó. Để tôi chạy đi săn coi cái khu này còn ngừ không. Cái kiểu này là trời độ rồi. Gada nó bay tới là tụi này nó lộ vị trí hết. À đây, cái nhà trước mặt chỉ có một bạn trẻ thôi. Vậy là nó tới công chuyện đó chứ tôi rồi. Hôm nay tôi quá thân thành du kích Việt Nam. Nó là một chọi một thì làm sao thằng này nó hạ được tôi. Mày đang ở trên cái nhà này đúng không? Tao cho mày 3 giây để mày tự xuống, nếu không tao dỡ luôn cái nhà này. Nó không xuống thì tôi lên chứ tôi dỡ nhà nó kiện tôi sao? Thông minh lắm. Mày đâu rồi? Hình như là có gì đó sai sai nè. Nó mới chạy xuống đây đúng không ta? Sao tôi chạy lên tôi không thấy cái quần đùi gì chứ hả? Đây nè, cái gada nó chỉ kế bên mình nè. Rồi nó đâu? Xin phép tua lại khoảng 2 giây. Thấy rồi nhen. Tao dùng công nghệ da mà sao không phát hiện được. Mày nhắm mày thoát khỏi bàn tay tao không? Hôm nay máu tôi tròn 18 giọt. À, đậu xanh lộn. Nó bắn cái quần què gì mà đau vậy? Không được rồi, bây giờ mình phải lên nhà mình thủ lại thôi. Ê xí đi, mình chơi phai phai hay mình chơi quán đổi vị trí vậy? Chèn ơi, chưa trả lời câu hỏi nó chạy lên rồi. Dữ dẻ bây giờ nó sống vội vã quá. Nhưng vội vàng thì sao mà đỡ được. Mai mốt người ta sống chậm lại một chút xíu. Ủa mà hình như nãy giờ tôi cầm lộn cây dao màu xanh nước biển đúng không ta? Cái này là cầm nhầm thôi nhé. Theo như cái kinh nghiệm của tôi thì ở trên nhà này đây có một thằng chú ngụ trên đây. Tại 10 giây trước tôi mới dí nó chạy lên mà. Đã đến lúc thể hiện kỹ năng ném lựu của mình rồi. Phai lan đờ hết. Chèn ơi, tết lựu tết lựu. Bây giờ mới ném thiệt nè. 3, 2, 1. Đứa nào là lớn nhất hồi ra lấy cách xe gấp đôi nha. Mèn đếc ơi, mình cho bạn có quả lựu ha, mà bạn cho mình lại nhiều đồ vậy. Mà cái tính mình đó giờ lấy đồ của ai là ngại lắm. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Chàng ơi, gần tới bo cuối mà cũng giao tranh bên đây nữa. Để tôi coi tôi qua tôi giúp được cái gì không. Mà nó bắn nhau xong chưa ta? Nó bắn nhau xong mình mới qua mình cá ép được chứ. Đâu rồi đâu rồi? Mới thấy bắn nhau bên đây tôi chạy qua cái trốn hết trơn rồi ta. Chắc nó ngửi được cái mùi bờ gồ laser nên nó nghỉ bắn này. Cũng có thể là không. Nhưng mà không sao. Nó có sợ hay không sợ thì gặp tôi nó cũng phải nằm chèm bẹp thôi. Bây giờ mình sẽ đường đường chính chính công lén qua. Có lẽ anh em không có biết, công lén cũng là một nghệ thuật. Và người công lén là một nghệ sĩ. Cho nên là hôm nay mình sẽ hóa thân thành nghệ sĩ để mình đi công lén. À đây rồi đây rồi. Tôi có giảm thanh sao mà nó phát hiện được. Bây giờ mình đợi thằng đồng đội nó qua cứu nó, xong mình cho một trái lựu là hai đứa vô nồi liền. Chàng ơi, cái thằng kia còn chưa biết đồng đội nó bị bắn hướng nào nữa. Hướng về tương lai. Sao đó được? Mèn đếc ơi, nằm chèm bẹp thấy thương không? Thôi em gái đừng có buồn. Buồn cũng vậy hả? Em thấy chưa, bờ gồ như anh liên nguyên tem em luôn. Mặc dù anh bắn lén, tại anh biết bắn thẳng là anh không có win được. Cái này là tại vì tình thế ép buộc, chứ anh cũng muốn vậy lắm nha. Thôi giao lưu nhiều đó đủ rồi. Giờ là thời khắc đi săn mấy thằng còn lại lấy top 1. Còn 10 đứa hả, dâm ba cái chuyện này đơn giản. Trời, kế bên tôi có địch mà tôi không hay biết gì chứ vậy. Tưởng cái gì chứ giao tranh ngoài bo là sở trường của tôi. Lên cho miếng nhạc highlight coi. Em ơi đừng khóc, bóng tôi trước mắt sẽ bắt em đi. Xì top, bao nhiêu đó đủ rồi. Coi tôi thể hiện kỹ năng nè. Gục 1. Chàng ơi, thằng còn lại không lẽ tôi xử lý không được. Bây giờ nó sẽ công qua, tôi sẽ chạy ngược lại. Nó sẽ không thấy được tôi và tôi sẽ bắn tới công chuyện nó. Ủa nó đâu rồi? Cái này là hắc não địch xong hắc não mình luôn nè. Nhưng không sao, với kỹ năng của tôi thì lo được hết. Đây chính là lúc kỹ năng one shot của mình cần được kích hoạt. Nước đi này em đi hơi sai. Anh trai cho em xin phép đi lại được không? Cái nịt. Chúng ta cùng đến với chương trình bạn hỏi cái gì tôi trả lời cái đó. Câu hỏi đầu tiên của bạn Aya Gaming. Em nhìn anh mà em không biết anh là nam hay nữ hả? Anh là con người nha. Đấy là người ta sẽ trả lời em như vậy. Còn anh là nam nhi đại trượng phu. Đánh nhau không lại thầy ẩm giảng hòa. Câu hỏi thứ hai của bạn Khánh Mai. Em thấy chú xám đẹp trai mà sao không có người yêu vậy? Trước tiên anh xin cảm ơn em vì em đã khen anh nha. Còn để trả lời câu hỏi của em thì tại vì không ai yêu thì không có người yêu thôi em. Bạn Nu Cuối với bạn Trung Mai muốn lên TV nên là tôi cho lên đây luôn nha. Ông nào muốn hỏi tôi cái gì thì cứ
comment bên dưới nha. Ở cuối mỗi clip tôi sẽ trả lời mấy ông nha. Còn bây giờ thì xem clip rồi xong subscribe, ấn vô nút này là like. Nhớ là bật cái chuông lên để nhận được thông báo khi mình ra video mới nhất nha.